Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Ngọc Lan, Thanh Bình vừa làm lễ kết hôn hoành tráng sau khi tái hôn. Mới đây, trên mạng xã hội, Ngọc Lan và Thanh Bình bất ngờ chia sẻ về ảnh lễ cưới và dành rất nhiều lời ngọt ngào cho nhau. Theo đó, nữ diễn viên trải lòng, tình yêu không cần phải hoàn hảo mà chỉ cần chân thật. Bên cạnh đó, Thanh Bình lại hết sức chân thành, đã là phụ nữ ai cũng mong được hạnh phúc dài lâu. Đã sinh con ai cũng sợ mình xấu đi, đã về chung một nhà lại nhiều nỗi lo. Đã có con lại càng bận rộn hơn, tới giờ chúng tôi vẫn nợ gia đình, bạn bè, đồng người một cái đám cưới. Hôm nay khi đứng trên sân khấu cô ấy nhìn tôi mà mắt lưng tròng. Tôi biết và nợ em yêu thương khi còn nhiều cái còn chưa trọn vẹn. Hãy cứ nắm chặt tay cùng bước đi nhé vợ của anh. Chuyện tình yêu của Thanh Bình Ngọc Lan được xem là một trong những chuyện tình đáng ngưỡng mộ. Trước khi về một nhà, họ đã có khoảng thời gian hơn 10 năm làm tri kỷ. Trải qua 3 năm gắn bó, cả hai quyết định đường ai nấy đi. Trước khi chính thức đến với nhau, Thanh Bình, Ngọc Lan là những người bạn, người đồng nghiệp tốt trong suốt 10 năm. Ngọc Lan chia sẻ, cô có thể thoải mái chia sẻ những nỗi buồn vui với Thanh Bình, còn nam diễn viên lại yêu đơn phương cô nhưng không dám thổ lộ vì mặc cảm bản thân. Bước qua những mối tình tan vỡ và đầy tổn thương, Ngọc Lan đã lấy hết can đảm để tiến vào tình yêu với Thanh Bình. Thanh Bình cũng tiết lộ, vì Ngọc Lan đã trải qua quá nhiều đau khổ, buồn bã nên anh luôn muốn che chở bảo vệ cô hết mình. Sau thời gian tìm hiểu, cả hai chính thức hẹn hò vào khoảng cuối năm 2015 sau 10 năm làm bạn. Đến đầu năm 2016, Thanh Bình và Ngọc Lan chính thức công khai tình cảm. Tháng 7 năm 2016, Ngọc Lan, Thanh Bình tổ chức lễ đính hôn tại nhà riêng của cô dâu ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Sau buổi lễ Họ còn tổ chức buổi tiệc ấm cúng tại một không gian cưới sang trọng thuộc quận 1. Sau kết hôn, cả hai thường xuyên tham gia nhiều dự án và hỗ trợ nhau nhiệt tình trong công việc. Trong mắt Thanh Bình, Ngọc Lan là một người phụ nữ thẳng thắn, có cảm xúc gì sẽ nói hết ra nhưng tính cách cũng rất nhõng nhẽo. Lan nóng tính và không biết kiềm chế cảm xúc. Đây là điều làm tôi khó chịu và lo lắng cho cô ấy nhất, nam diễn viên chia sẻ về vợ. Để chuẩn bị tốt cho việc sinh con, Ngọc Lan cùng chồng sang Mỹ từ giữa năm 2016. Tháng 2 năm 2017, cả hai hạnh phúc đón con trai đầu lòng tại một bệnh viện ở Mỹ và đặt tên bé là Louis Nguyễn. Sau khi con trai ra đời, Ngọc Lan, Thanh Bình dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Nữ diễn viên từng chia sẻ, Thanh Bình là người đàn ông của gia đình và sống chuẩn mực. Anh thích đi làm rồi về nhà chăm con chăm vợ, thích ăn cơm ở nhà. Gia đình nhỏ của tôi không thể thiếu anh. Không có anh, tôi không biết làm cách nào để chăm sóc bản thân và thai nhi trong lúc mang bầu. Không có anh, tôi không biết chăm con bằng cách nào, Ngọc Lan nói. Sau khi có con trai, cặp vợ chồng diễn viên thường xuyên thực hiện những bộ ảnh tình tứ trong các dịp kỷ niệm mối quan hệ và liên tục xuất hiện bên nhau trong các sự kiện. Thỉnh thoảng Họ nhờ người thân giữ con hộ để ra ngoài thư giãn, hâm nóng tình cảm. Dịp sinh nhật Ngọc Lan năm 2018, Thanh Bình chuẩn bị tiệc và xe 1,6 tỷ đồng để mừng tuổi mới vợ. Đầu tháng 9 năm 2019, cặp đôi vướng nghi vấn ly hôn. Tuy nhiên, Thanh Bình và Ngọc Lan đều lên tiếng bác bỏ thông tin và khẳng định hai người không xảy ra bất kỳ xích mích nào thanh bình thừa nhận hai người gần như không liên lạc trong bốn tháng qua vì bận rộn thậm chí ngọc lan còn khiến nhiều người xót xa khi một mình tự đưa con trai đi nhập viện trước đó ít ngày bức ảnh thanh bình nắm tay một cô gái lạ trong bữa ăn gây xôn xao dư luận tuy nhiên thanh bình vẫn giữ thái độ im lặng không lên tiếng trước sự việc về phía ngọc lan cô tỏ ra khá bình thường như không có chuyện gì xảy ra Nữ diễn viên chỉ đăng tải hình ảnh vui vẻ bên con trai chứ không hề nhắc gì đến chồng. Tối 13 tháng 11, Ngọc Lan chính thức xác nhận cô và chồng đường ai nấy đi. Lan và Bình đến với nhau bằng con tim yêu thương và giờ cũng tự rời xa nhau chứ không hề có một ai tác động, chia rẽ cả. Chúng tôi chọn lựa tự chịu trách nhiệm với hôn nhân của mình thì cũng tự chịu trách nhiệm với sự đổ vỡ của chính mình nên rất mong nhận được sự đồng cảm của mọi người. Nữ diễn viên tâm sự. Trong đám hỏi cách đây 3 năm, Thanh Bình đã xúc động dành những lời có cánh cho Ngọc Lan. Thậm chí, nhiều khán giả coi đây là một chuyện cổ tích vì Thanh Bình đã chứng kiến tất cả những cay đắng trong đường tình của cô nhưng vẫn âm thầm ở bên chia sẻ và đón nhân. Anh nghẹn ngào nói trong ngày đính ước là phụ nữ ai cũng mong được hạnh phúc dài lâu. Sinh con ai cũng sợ mình xấu đi, về chung một nhà lại nhiều nỗi lo. Có con lại càng bận rộn hơn tới giờ chúng tôi vẫn nợ gia đình, bạn bè, đồng người một cái đám cưới. Hôm nay khi đứng trên sân khấu cô ấy nhìn tôi mà mắt lưng chồng. Tôi biết và nợ em yêu thương khi còn nhiều cái còn chưa trọn vẹn. Hãy cứ nắm chặt tay cùng bước đi nhé vợ của anh. Trong đám hỏi, mẹ Ngọc Lan đã rất buồn vì gia đình của Thanh Bình không đến đầy đủ. Trong thời điểm đó, theo ngọc lan chia sẻ thì mẹ nữ diễn viên buồn vì con gái bị hỏi những câu giống như là con không được gia đình chồng thanh bình cưới hỏi con đàng hoàng đáp lại lời mẹ ngọc lan khuyên bà không nên buồn vì những thông tin trên trang mạng xã hội nữ diễn viên kiều nữ và đại gia cũng chia sẻ tường tận để mọi người biết về những ai có mặt hay vắng trong hôn lễ bên gia đình chồng dù có đám hỏi nhưng nhiều fan của ngọc lan vẫn tiếc nuối vì cô chưa có một đám cưới đàng hoàng trước mọi người cách đây một năm dân mạng xôn xao chia sẻ hình ảnh ngọc lan khoác áo cưới ai cũng tin rằng họ sẽ có một đám cưới hoành tráng nhưng sự thật đây chỉ là một cảnh trong bộ phim sitcom mà vợ chồng ngọc lan thanh bình đang tham gia được biết sau khi đám hỏi ngọc lan có cuộc sống hạnh phúc chồng yêu thương chăm sóc và luôn cảm thông chia sẻ Thanh Bình còn là người đàn ông tâm lý sẵn sàng làm việc nhà và giúp vợ được nghỉ ngơi. Anh cũng đưa Ngọc Lan sinh sống bên Mỹ để tránh khỏi những thị phi không đáng có. Thanh Bình thời gian này còn được coi là mẫu hình chồng người ta của biết bao phụ nữ. Trong một game dâu gần đây, anh hài hước kể xấu vợ không hồi kết bởi anh tự nhận chính bản thân mình là người đàn ông mà bao nhiêu người ao ước có được. Đỉnh điểm là khi được chấn thành đặt vấn đề về việc rửa chén trong gia đình. Thanh Bình liền khẳng định Ngọc Lan không biết nấu ăn và rửa chén thì sẽ bể chén gây ra sự hoảng hồn với các nghệ sĩ. Lo sợ mình quá trớn, Thanh Bình còn hài hước năn nỉ vợ đừng giận mình sau những lần bộc bạch cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng chấm 105 làm bạn và 3 năm chung sống. Ai cũng nghĩ rằng họ sẽ viên mãn mãi mãi. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Thanh Bình và Ngọc Lan thường có những biểu hiện lạ. Họ không còn hạnh phúc như xưa. Cuối cùng cặp đôi đã thừa nhận ly hôn vào tối 13 tháng 11. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.